Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của không khí lạnh mạnh tràn xuống, ở các tỉnh vùng núi miền Bắc, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 7 đến 10 độ. Tại khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, nhiệt độ cũng giảm từ 10 đến 14 độ, trời rét. Đến trưa chiều, trời ít mây nên miền Bắc lại hửng nắng sớm, làm cho nền nhiệt tăng lên với mức nhiệt cao nhất từ 23 đến 25 độ. Về tối và đêm, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương mù với nhiệt độ dưới 5 độ. Dự báo từ nay đến ngày 12 tháng 12 sẽ có thêm hai đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta, khiến cho các đợt rét này ở miền Bắc tiếp tục kéo dài. Nhìn xuống miền Trung lại do tác động của khối không khí lạnh bổ sung, nên trong ngày hôm nay dọc các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận vẫn có mưa nhiều nơi. Trong đó khu vực các tỉnh như Quảng Nam trở vào cho đến Bình Định là nơi có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm. Về chiều và tối hôm nay, ảnh hưởng của đới gió đông không còn nên mưa ở miền Trung sẽ giảm nhanh. Còn nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt từ 23 đến 26 độ. Ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Khánh Hòa, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Còn khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn ở mức từ 27 đến 30 độ. Đến với thời tiết phía Nam, dự động của đới gió đông không còn nên nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm nhanh. Ba ngày trời vẫn có nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 25 đến 28 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ từ 30 đến 32 độ. Dự báo chiều và tối nay mưa rải rác lại xuất hiện ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Lưu ý về đêm và sáng sớm, trời rét tại khu vực Tây Nguyên nên nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 18 độ. Và se lạnh tại Nam Bộ với mức nhiệt dao động ổn định từ 23 đến 26 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía tây của Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ nay đến hết năm 2021 sẽ xuất hiện khoảng từ 2 đến 3 xoáy thuận nhiệt đới là áp thấp nhiệt đới hàng bão trên khu vực Biển Đông và có thể đổ bộ vào đất liền ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Như theo mô hình dự báo sớm, hiện nay trên khu vực vùng biển Philippines sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới mạnh lên thành bão với tên gọi là Li Ato. Cụ thể, hồi 5 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 136,5 độ Kinh Đông, cách đất liền Philippines khoảng 1.200 km, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Tuy nhiên, mô hình vẫn còn nhiều thay đổi, mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.